Hey, what up YouTube? Welcome back to my channel. Thì mình tên là Dũng và trong cái video ngày hôm nay thì mình lại có một đôi giày nữa để review cho các bạn. Thì ở đây, như các bạn có thể thấy là mình lại có một cái hộp nữa đến từ Adidas. Thì bây giờ chúng ta sẽ unbox trước nhá. Thì mình cũng chưa mở cái này bao giờ luôn nên là đây sẽ là những cái first reaction của mình. Hộp thì vẫn giống như bình thường thôi. Vẫn làm hộp double box. Okay. Thì ở trong đây chúng ta có một cái hộp bìa nữa. Ôi giời ơi, mình mở nhầm chiều. Ok. Thì ở đây như thường lệ thì chúng ta lại có một hộp Yeezy. Và đây là hộp Yeezy 350. Thì đôi giày mình có trên tay hôm nay đó là đôi Yeezy 350 V2 phối màu clay. Thì vào ngày 30 tháng 3 vừa rồi thì Adidas đã drop cái phối màu clay này. Vào lần này thì Adidas đã drop 3 phiên bản. Chúng ta có một phiên bản là Hyperspace và True Form đã drop vào ngày 16 tháng 3 ở thị trường châu Á với cả châu Âu. Còn ở thị trường Mỹ thì chúng ta có một đôi là đội màu Clay. Thì mình không hiểu tại sao là Adidas lại move cái ngày release từ ngày 16 tháng 3 qua tới ngày 30 tháng 3. Có một số nguồn thông tin thì bảo là tại vì họ không sản xuất đủ. Một số thông tin thì lại bảo là họ muốn dừng cái ngày release lại để cạnh tranh với cả Nike thì mình không rõ. Nhưng mà phối màu này là một cái phiên bản rất là đặc biệt, là họ có cả size cho kiểu trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Full size từ bé xíu đến lớn luôn ấy. Đó. Và lúc đầu mà mình nhìn cái ảnh ở trên Easy Mafia thì mình rất là buồn, tại vì mình không hiểu tại sao là Adidas nó lại drop cái phối màu clay này ở Mỹ. Tại vì thì lúc đầu mình nghĩ cái phối màu này là cái phối màu xấu nhất trong cả ba phiên bản, nhưng mà sau khi mà được mọi người review và nhìn trên ảnh thì mình thấy là cái phối màu thực sự là khá là đẹp. Còn bây giờ thì mình sẽ unbox xem mà nó thật sự đẹp không nhá. Ok, hộp chúng ta thì vẫn như thường lệ này, có dòng chữ boot ở đây. Ở đây thì là ghi tên của đôi giày, mã sản phẩm, phối màu clay. Đôi này mình mua là size 11. Thì size bình thường mình đi là size 10, nhưng mà mình không thể nào mà cóp được. Cái phối màu này, cái phiên bản này khó cóp hơn bình thường rất là nhiều. Bình thường dạo gần đây thì Yeezy thật sự là đã hết độ 2 của nó rồi, và cóp mình rất là dễ. Kiểu những cái lần thông báo mà Yeezy sẽ sắp drop, mình kiểu ok, ngày mai drop Yeezy, nó sẽ ế kiểu tràn lan, kiểu thích cóp nào thì cóp, muốn cóp hay không thôi, chỉ quan trọng là có tiền hay không thôi. Thì mình cũng rất là chủ quan là nếu mình mà thức đêm mình cóp ở trên Yeezy Mafia thì chắc chắn là sẽ cóp được size của mình và cóp nhiều đôi thôi. Nhưng mà hôm đấy mình phải đi đá bóng tận 11 giờ về nhà, phải đi 3 tiếng đồng hồ đi đá xong rồi quay lại 3 tiếng, rất là mệt. Thế là mình không thức làm gì cả, mình nghĩ là Yeezy sẽ cóp rất là dễ. Thì mình vẫn ngủ dậy bình thường thôi, và buổi sáng ngủ dậy vào check Instagram đã thấy rất là nhiều người cóp được rồi. Thì mình mới mở máy tính mình lên và mình cũng ngồi canh. Thì mình dậy khoảng 7 giờ và Adidas drop vào lúc 9 giờ thì mình ngồi canh mãi lúc 9 giờ cũng không thể mua được. Mình bật ba máy luôn nhá, hai con MacBook và một con điện thoại, mình không máy nào mua được. Và mình đợi mãi tận lúc 11, 12 giờ mình bảo thôi quả này không mua rồi. Thì lúc đấy mình đã ok, coi như là give up. Thì mình chạy ra store, chạy quanh quanh mấy store gần nhà mình xem có giày không. Bình thường những store gần nhà mình thì không có mấy đôi hit kiểu Yeezy đâu, khu mình quê lắm, toàn giày đều thôi. Đó, thì mình ra store và cũng chắc chắn là không có. Thế là mình quay về nhà thì bảo thôi quả chắc là ăn cứt rồi. Thế là mình quyết định give up và đi tắm. Nhưng mà máy tính mình vẫn on đấy. Thế là mình tắm xong mình quay lại thì tự nhiên thấy được mua 5 tiếng đồng hồ, 4-5 tiếng đồng hồ ngồi trong waiting room. Tắm xong thì vào được mua, nhưng mà hết size của mình, cay. Còn mỗi size 1, mỗi size 12 thế là mình cũng mua tạm. Có những mềm mó con hơn không. Thì giờ mình sẽ unbox. Ok. Như thường lệ thì ok, giày gói vẫn rất là thơm, mùi giày mới nào rất là thơm ạ. Mũi mình bìa đang bị ngạt mũi, bị sổ mũi nhưng mà vẫn ngửi được. Đó, thì đây chúng ta có cái giày báo này. Oh my goodness. Mình để hộp xuống đã. Oh my god, thật sự là quá là đẹp luôn. Nó đẹp hơn mình tưởng tượng rất là nhiều. Có một điều mình nhận ra ngay được khi mà mình mới trên tay đôi giày này, đó là cái chất liệu vải prime knit lần này thì nó hơi mỏng hơn so với cả đôi những cái bản Yeezy cũ. Và cái phần upper ở đây mình cảm nhận là cái prime knit nó hơi cứng hơn một chút. Đó. Cái đôi giày này thì được lấy thiết kế giống hệt với cả cái đôi Yeezy Static vừa rồi. Nó chỉ khác màu thôi. Ở đây chúng ta vẫn có một cái stride này là stride nhựa. Và có thể nhìn được trong suốt. Cá nhân mình thấy là mình không thích cái thiết kế này thì bằng cái thiết kế Yeezy cũ. Trước đây thì nó là một cái stride có dòng chữ là SPY 350, còn bây giờ là một cái stride nhựa và nhìn xuyên qua được.
Cái này thì nó sẽ nhìn được vào tất của các bạn. Thì nếu bạn nào mà kiểu hay đi tất cao cổ và có những cái tất kiểu QQ, kiểu cute thì trông sẽ rất là đẹp. Nhưng mà mình thì mình kiểu khá là basic và mình không bao giờ đi tất cao cổ cả. Mình chỉ đi những đôi tất kiểu trắng, đen, xám thôi. Nên là để mà lựa chọn một đôi tất mà đi với cả đôi giày này rất là khó khăn. Nên là mình không thích cái này cho lắm. Quay trở lại với cả phần upper của đôi giày thì như thường lệ, như tất cả những đôi Yeezy khác thì chúng ta lại có một đường chỉ khâu rất là dày, được chạy dọc suốt từ mũi giày qua tận phần gót giày. Cái chất liệu vải Prime Knit lần này thì rất là hay, chúng ta có rất là nhiều những họa tiết đan xen lại với nhau. Chẳng hạn đây thì ở bên này chúng ta có một cái họa tiết là kẻ chéo này. Đây là những cái họa tiết kiểu dọc dọc nhé. Đây là kẻ chấm này. Đây là kẻ dọc và đây lại là chấm. Thì nó được trông nó hòa quyện với nhau, trông nó rất là hợp, trông nó bắt mắt hơn, trông nó đỡ nhàm chán hơn cái đôi Yeezy cũ khá là nhiều. Nó trông nó rất là hay. Phần midsole ở đây chúng ta có midsole kiểu translucent, nó được chuyển dần dần từ màu hồng cam cam sang hơi màu nâu nâu, trông thật sự quá là đẹp luôn. Nó là cái màu kiểu hòa quyện trông quá là tuyệt vời. Chỉ có một điều mình phân vân duy nhất là không biết là về sau một thời gian sử dụng thì nó bị ố không. Tại vì như thường lệ là những cái đôi Yeezy thì sau một thời gian sử dụng thì cái phần midsole sẽ bị ố, và cái này bị ố trông sẽ khá là ghê, mình nghĩ như vậy. Tại vì đang rất là đẹp. Qua phần gót giày chúng ta có một pull tab màu cam rất là nổi bật, trông cực kỳ đẹp luôn. Đây là cái chi tiết mình rất là thích ở trên những đôi gì V2, những cái dòng V1 hoặc là những cái đời V2 đời đầu thì nó không có pull tab và trông cái đôi giày nó bị thiếu thiếu cái gì đấy. Trông cái này rất là đẹp, nó như kiểu nó làm mình liên tưởng đến một cái cánh ướt gió của một chiếc ô tô thể thao á. Còn ở đây chúng ta có một cái phần outsole nó được cuốn lên trên phần midsole và nó cùng màu, nó hơi không thể không, nó không cùng màu hẳn, nó hơi nâu nâu một chút nhưng mà cũng trông khá đẹp. Nó không bị kiểu trông không bị kiểu ngu si như kiểu mấy đôi zebra hay là frozen yellow. Ở mặt trong của đôi giày chúng ta cũng không có gì cả, vẫn là một vải prime knit với cả một cái đường kẻ ở đây thôi, rất là đẹp. Phần dây giày thì là một cái dây giày bình thường màu nâu, không có cái 3M. Mình nghĩ ở Adidas muốn làm như này để giữ được cái phối màu nâu này, tại vì nếu mà làm 3M thì nó sẽ bị hơi trắng trắng, trông dễ hơi bị buồn cười. Ra phần outsole thì thật sự quá là đẹp luôn. Đây là một cái màu hồng, kiểu hồng cam, trông rất là tuyệt vời. Và nó hơi nhạt hơn so với cả phần midsole thì phải. Trông rất là đẹp. Và ở đây như thường lệ chúng ta có một để bút, một cái niềm tự hào của Adidas. Và chúng ta có cái dòng chữ bút ở đây. Thì cái phần bút này xong để sử dụng thì nó sẽ bị ố và nó sẽ bị vàng, thì các bạn không thể là vệ sinh được. Thì nếu mà các bạn nào muốn giữ được cái đế sạch thì có thể đi dán sâu, đi dán đế. Mình thì mình không dán bao giờ cả, tại vì thường giày mà mình đi là mình để đi chứ không để bán lại, nên là cứ đi thôi, cũng chả phải dán làm gì đâu. Đó. Vào đến bên trong của đôi giày thì vẫn như thường lệ là chúng ta có một cái dòng kẻ tweed stride đây với cái chất liệu 3M. Ở hai bên cổ chân thì chúng ta có một cái lớp đệm khá là dày để tăng cái độ êm ái và thoải mái. Phần insole thì cũng có dòng chữ Adidas và Yeezy, và như thường lệ nó không khác gì cả. Cái phiên bản 3TV2 này có thể nói là một trong cái đôi giày êm nhất mà mình từng đi. Mình đã trải nghiệm có cả Ultra Boost hay là Nike React rồi, nhưng mà mình thấy đây vẫn là đôi giày êm nhất so với mình. Rất là tiếc là đôi giày này không phải size của mình nên là mình không thể nào đi được. Nhưng mà khá là may mắn là cái giá trị resale của đôi này đang khá là cao. Hiện tại nó đang rơi khoảng độ 380-400 đô, và có thể trong tương lai nó sẽ tăng nữa. Tại vì đây là phiên bản exclusive cho US. Thì nếu mà các bạn nào ở thị trường châu Á hay châu Âu mà muốn siêu tập đủ 3 phiên bản thì đây là một thời điểm khá là tốt để cóp. Tại vì mình nghĩ trong tương lai nó sẽ lên tiếp khoảng độ 400-500 hoặc là 600, I don't know. But mình sẽ bán được giày này và sẽ được khá tiền thì mình khá là vui. Thì hãy để cho mình một comment ở phía dưới xem các bạn thích cái phối màu nào nhất trong cả 3 phiên bản nhé. Còn nếu các bạn thấy video này của mình hay và ích thì hãy đừng quên để cho mình một like, subscribe cũng như là follow cái Instagram của mình nhé. Còn bây giờ thì peace out.